nhận định bóng đá Chelsea với Real Madrid từ kết Champions League 2022. Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng màn ngược dòng trước Paris Saint, Jack Mang cho thấy Real Madrid có thể làm nên chuyện ở trận tứ kết dạng sáng mai 7 tháng 4. Cuộc so tài giữa Chelsea và Real Madrid này là trận tứ kết cân bằng và đáng chờ đợi nhất tại Champions League 2022. Chelsea đang là đương kim vô địch giải đấu, còn Real luôn là đội bóng đáng ngầm khi được trở lại đất thánh Champions League nơi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã 13 lần lên ngôi vô địch. Lợi thế của Chelsea, Real có lịch sử huy hoàng ở các cúp châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng mang biệt danh kền kền trắng chưa từng thắng Chelsea ở các giải đấu chính thức. Mùa trước, Chelsea đánh bại Real với tổng tỷ số 3, một ở bán kết để lọt vào chung kết, sau đó hạ nốt Manchester City để lên ngôi vô địch Champions League. Âu thế đối đầu trong quá khứ cùng chiến thắng cách đây một năm giúp Chelsea có thêm tự tin. Về cơ bản, thầy trò huấn luyện viên Thomas từ Sen vẫn giữ được bộ khung lực lượng đăng quang tại Champions League với Thiago Silva, Antonio Rudiger, Jordan Kai Havertz, Mason Mount hay Hakim Ziyech. Chelsea đang trải qua giai đoạn khó khăn với lệnh cấm toàn diện từ Anh. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ được chi tiêu số tiền rất hạn chế cho các trận đấu tại sân nhà, sân khách và không có doanh thu bán vé. Dù vậy, tuyên bố sẵn sàng chở cầu thủ đi đá Champions League trên xe 7 chỗ của huấn luyện viên từ Sen cho thấy Chelsea quyết tâm vượt khó. Thất bại 1-4 trước Brentford trên sân nhà ảnh hưởng phần nào đến tinh thần Chelsea, nhưng đây mới là trận thua đầu tiên sau chuỗi 6 chiến thắng trước đó của đội chủ sân Stamford Bridge. Trên góc độ tích cực, trận thua này là gáo nước lạnh đúng lúc để cảnh tỉnh cho Chelsea trước thách thức khó khăn hơn nhiều ở Champions League. Dưới thời từ Sen, Chelsea luôn có thói quen chơi không tốt ở ngoại hạng Anh trước khi thi đấu tại Champions League. Lần duy nhất Chelsea thắng ở một trận đấu cận Champions League mùa trước là khi hạ Crystal Palace 4- nhưng sau đó 3 ngày, đại diện nước Anh lại thua thất vọng không, một chiếc SC Porto. Nhìn chung, lối chơi của Chelsea không khác so với lần gặp Real gần nhất. Đội bóng áo xanh vẫn chơi kiểm soát, pressing và chuyển đổi trạng thái cực tốt nhờ sự linh hoạt và gắn kết giữa các tuyến. Nhờ lối chơi kết hợp nhuần nhuyễn giữa cơ bắp và kỹ thuật, Chelsea đã bóp nghẹt tuyến giữa Real ở cả hai trận bán kết mùa trước. Thế trận pressing tốc độ và nghẹt thở là những gì Chelsea hướng đến ở trận đấu dạng sáng mai để một lần nữa át phía đối thủ, tạo lợi thế trước trận lượt về. 90 phút ở Santiago Bernabeu rất dài. Câu nói kinh điển của huyền thoại Juanito là biểu tượng cho tinh thần thi đấu của Real. Ở Champions League, đội bóng áo trắng vẫn là mãnh thù, đủ sức trừng phạt từng giây phút lơi lỏng của con mồi. Tuy nhiên, bản lĩnh là chưa đủ để Real nghĩ tới chiến thắng trước Chelsea bởi đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang có nhiều khiếm khuyết. Nhà cầm quân người Italy chỉ trung thành với một bộ khung chiến thuật cố định và không có ý định thay đổi, trừ trường hợp khả kháng. Sơ đồ 4-3, ba đập chất Ancelotti khiến Vian không phải đội bóng linh hoạt và biến hóa ở những thời điểm cần đột biến. Khi gặp khó khăn, chủ yếu Real trông đợi vào khả năng xoay sở, kết nối của Benzema cùng tốc độ của Vinicius. Lối chơi này có điểm trừ là khi Benzema vắng mặt hoặc chơi không tốt hàng công Real lập tức rời rạc. Sự phụ thuộc vào một vài cá nhân là điểm yếu của Real, mà trận thua không, 4 trước Barcelona trên sân Santiago Bernabeu là lời cảnh báo. Đội bóng của huấn luyện viên Xavi Hernandez đã cuốn phong Real nhờ làm chủ tuyến giữa và triển khai lối đá tấn công tổng lực. Sự biến hóa ấy cũng là nền tảng trong lối đá của Chelsea. Không tìm được cách khắc chế, Real khó đứng vững ở Stamford Bridge. Chelsea đủ khả năng một lần nữa gieo sầu cho đối thủ trong trận đấu lúc 2 giờ dạng sáng mai 7 phần 4. Dự đoán, Chelsea thắng 1. Không. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.